Hello mọi người, bây giờ mình hãy cùng quay trở lại với cái chuyên mục theo chân những role player ở trong cái bên chủ xếp hạng đơn Hàn Quốc nha. Ngày hôm nay chúng ta hãy cùng theo chân Đông Quân Kia Canyon ở trong khu vực rừng để coi ta sẽ chơi cho mình đó vị tướng nào. Rồi, như vậy là chúng ta sẽ có được một con Nidalee dành cho Canyon. À, một con Nidalee mà chúng ta đang thấy một sốc điện là tác động bất chợt à, cả cái Bắc Thây Ma và cái thợ săn tiền thưởng nhánh phụ thì chúng ta sẽ có một cái tập trung tuyệt đối cũng như cái thủy thượng phiêu ha à, có tốc độ đánh luôn và có cả luôn giáp đến từ Nidalee. Rồi để coi ván thi đấu này chúng ta sẽ có vị khách mời này không đây. Vị khách mời thì đang có được Đốc Đam ở trong vai trò Kai'Sa ở khu tiền dưới. Trong ván thi đấu này bên phía của team Canyon. Còn đối thủ thì có Genji Doran ở đường trên và có cả Gunma Yushi khi mà chơi con Belvest trong vai trò đi rừng. Ôi, ván này auto fill rồi. Ván này thì Gunma Yushi auto fill không biết sau đây khi mà đối đầu cùng với Canyon sẽ hơi khó một người chơi xạ thủ mà auto fill rồi đánh Belvest nữa chứ. Một ván thi đấu dự sẽ rất là khó khăn dành cho dành cho Gunma Yushi. Rồi, Canyon bắt đầu mở táp lên để có thể đánh giá lực lượng rồi. À, chúng ta thấy là Salad đối đầu cùng với cá sấu. Cá sấu thì chắc cũng sẽ chủ động thôi. Vừa rồi thì Canyon thấy khá là tập trung vào xạ thủ hỗ trợ của phía đối phương khu vực tiền dưới. Cặp xạ thủ hỗ trợ của phía đối phương cảm giác mạnh mạnh hơn so với Kai'Sa và Pai trong đội hình đến từ bên phía của Canyon. Rồi, để coi ván thi đấu này xem ván thi đấu trình diễn có màn trình diễn như thế nào đến từ người chơi đi rừng của phía Đông Quân Kia ha. À, sẽ để mở nhỏ cam của Linh lại chút xíu. Là trái với Nuri thì Canyon không có để phía bên đây, ở mình tranh thủ mình chiếm cái góc này cũng được. Thường là anh em sẽ để ý Canyon là người chơi mà kiểu dạng thao tác tay của anh ta không có quá là hoa mỹ, tức nghĩa không có dịch lên dịch xuống hay là như thế nào, và thao tác tay nó khá là chậm và nó nhưng mà nó rất là chắc. À, anh em mình sẽ thấy cái độ chắc nhất định ha. Để coi cái vòng rừng đến từ con Nidalee này sẽ là như thế nào đây. Thông thường Nidalee là một cái vị tướng dọn rừng cũng nhanh. Và nhanh thì chúng ta sẽ lấy một cái thông số lý thuyết cố định là 3 phút 15 giây là dọn xong 6 bãi. Thì để coi Nidalee của Canyon là sẽ tốn bao nhiêu khoảng thời gian để thể dọn dẹp rừng ở trong cái ván thi đấu này, được giúp rất là nhiều đến từ Sejuani nha. Thậm chí có luôn cả đòn đánh nội tại đến từ cái nội tại E đến từ Sejuani trong trận vừa rồi nữa. Bởi vì được giúp nhanh như thế nên cái tốc độ dọn rừng của Canyon cảm giác như đang có cái chiều hướng rất tích cực. Cảnh Huy nhảy vô sẽ chuyển nhà người ném lao vào con sói to đấy, đặt bẫy chuyển nhà báo cắn giật, thao tác rất là tốt, đánh rất là mượt, cảm giác như cancel đòn đánh phải nói là cực kỳ triệt để. Chuyển sang nhà người chuẩn bị hồi lại cho mình đó hai kỹ năng rồi, ném lao ngay lập tức vào con sói nhỏ luôn, nhấp nhả cắn quy xong rồi đúp qua phía bên kia mượt nha, tính tới thời điểm hiện tại là vẫn đang rất là mượt. Chuyển qua ăn ba bãi nửa dưới là bãi sói, thì cái vòng rừng của Gumayusi chắc cũng là sẽ là cái vòng rừng full clear 6 bãi thôi anh em ơi, không biết là Gumayusi ăn từ khu vực bãi bùa nào mà thôi. À, rồi như vậy là khả năng dọn rừng đến từ Nearly của Canyon phải nói cực nhanh chóng, tới bãi thứ năm bùa đỏ rồi mà mới mất có 2 phút 45 giây à. Và con Nelly này cũng là cái con tướng mà có thể vượt cái địa hình cũng khá là tốt nữa. Bây giờ vượt qua cái bãi người đá nè. Đặt bẫy, ném lao, áp sát. Cái triệt để rất là nhanh. Cái trừng phạt thì có thể để dành vào cho con cua trong cái vòng rừng nửa dưới nữa. Và chúng ta đang thấy là 3 phút, cỡ chừng 3 phút 10 giây là dọn xong 6 bãi, một tốc độ dọn rừng phải nói là cực kỳ tuyệt vời dành cho Nelly của Canyon. Lượng máu cũng rất là được đảm bảo nữa nha. Máu chúng ta đang thấy là 600 máu, 2 phần 3 cây máu của Canyon, có luôn con cua dưới và anh ta có trừng phạt nữa. Trừng phạt này của Canyon thì di chuyển vào rừng của phía đối phương nếu có tranh chấp thì anh ta vẫn sẽ có cái điểm lợi vào trừng phạt. Đây rồi có thấy con cóc rồi, máu đang hơi thấp dành cho Gumayusi và thì đâu đó thì Gumayusi vẫn đang còn cái trừng phạt để có thể dứt điểm nhanh cái con cóc, chứ mà không thì áp lực là lớn lắm nha, nhiều khả năng sẽ cái vòng rừng hai cua chắc dành cho Canyon. Trừng phạt nhanh con cua nửa dưới, quẹt e vừa rồi nó hơi trật chút xíu, chạy lên nửa trên hay là muốn xuống nửa dưới, tại vì nửa dưới chúng ta đang có Kalista là cái kèo đang chơi của cả hai
hai phía. Mắt vừa rồi được cấm đã bị phá rồi. Móc tốt chúng vào AD của phía đối phương. Wow, ép được tốc biến đến từ AD khi mà cái mũi lao đó cũng tương đối là áp lực. Kanan dừng lại ở cái việc gây áp lực mà thôi, chứ không có ý định để có thể băng trụ. Ở đó đối phương vẫn đang thậm chí là phá. Nhảy, phá. Kịp hay không đây? Hết kịp chuyển dạng người rồi. Hết kịp chuyển dạng người để có thể phóng lao rồi. Quyết định đến từ Kanan là chắc thêm một lần nữa cái sai ở phía sau để coi AD của phía đối phương có biến về hay không á. Nếu như AD mà chưa biến về thì Kanan phá thêm một nhịp nữa để tạo ra một cái lợi thế rất là lớn ở khu vực dưới. Nhưng căn bản là cái áp lực vừa rồi là cái áp lực lớn dành cho Kanan rồi đúng không? Khi mà anh ta có thể là có vòng rừng hai cua nha, nhưng mà không, anh ta giật ngược trở lại. À, bởi vì cái lượng máu đến từ Benvest nó cũng thấp, đến từ con Majusi cũng thấp nên khó cho con Majusi để có thể can thiệp trong tình huống găng phần dưới. Thay vào đó cái áp lực cánh dưới đang nằm trong cái tầm kiểm soát một cách triệt để dành cho Kanan. Và với một cái đợt lính có xe được đẩy vào như thế thì đã tạo ra một cái sự khác biệt dành cho xạ thủ hỗ trợ rồi nha. Và bây giờ vòng trở về cái phần rừng của mình để farm thôi. Như Kanan đã có định di chuyển qua khu vực bãi chim của phía đối phương cướp thì phải. Nhưng mà cái tốc độ này thì không có kịp rồi. Thay vào đó là dọn cái phần rừng của mình. Salad vừa rồi là dụ cá sấu vô để cho Bevest can thiệp. Pha dụ đó thì cũng 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 hơi lộ. Đó, chỉ cần di chuyển như thế này thôi anh em. Chỉ cần di chuyển hy sinh cái tài nguyên của mình thôi. Ở Canyon vừa rồi hy sinh cái tài nguyên của mình để có thể chuyển hóa cái tài nguyên thành ở khu vực đường dưới. Khu vực đường giữa là một tình huống có sụp ra hỗ trợ và Kanan quyết định là lùi lại một nhịp để cho hỗ trợ của mình can thiệp. Một tình huống móc không trúng đến từ Pai, vẫn đang có một nhịp farm phải nói cực kỳ triệt để nha. Lần về nhà đầu tiên của Kanan hướng tới một cái giày pháp sư, áp lực tấn công sẽ là có, khả năng di chuyển cũng sẽ là cao. Máy quét cũng kịp đổi ở trong cái pha thi đấu vừa rồi, có cốc rồi. Phía bên kia chắc là Kanan đang dự đoán là đây 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 đây, đây đang chưa chuẩn bị nói, chưa nói dứt mồm thì đang dự đoán là con bài BVS của Majusi là đang ăn bãi sói. Đó tình huống dự đoán khá là tốt, đọc bản đồ cũng tương đối tốt. Khi mà thấy hỗ trợ của phía đối phương bắt đầu di chuyển thì cả nên tạm thời lùi lại một nhịp, vẫn sẽ nhấp nhả xung quanh khu vực đường dưới đến từ Canyon, khá là khó chịu ha. Nó làm Linh nhớ tới một cái meme á, một cái trend ở trên mạng chứ, một cái trend là kiểu như là không cho đối phương biết được cái dự đoán của hành động tiếp theo của mình đó. Thì Kanan cảm giác cũng đang làm điều đó, một lối chơi phần đó cũng khá là khó chịu. Anh ta không có ăn con cóc và thay vào đó chuyển dịch sang việc mà kiểm soát con rồng nguyên tố đầu tiên. Rồi vừa rồi thì những cái con ma của Kalista cũng phát hiện được cái vị trí đến từ Kanan rồi. Vòng rừng của ta bị lộ, một con bắt được cắm ra có thông tin. Kanan đang hơi thấp máu. Như vậy đây là tình huống mà Kanan không can thiệp được rồi. Bài đã nằm. Hỗ trợ ha, hỗ trợ xạ thủ quay đèo, quay đèo quay xe nha. Quyết định tiếp theo của Kanan là đứng lại hỗ trợ chứ ha, để coi cái hành động tiếp theo của phía đội 2 sẽ là như thế nào. Nếu như mà đội 2 tỏ ra cái thái độ là có ý định băng trụ á thì Kanan sẽ ở lại để có thể hỗ trợ farm và có cái kinh nghiệm đến từ cái quy lính đó của xạ thủ. Còn đối phương mà đã đẩy xong về á, thì Kanan cũng sẽ về. Cái thời điểm mà reset cái bấm B trở về nhà nó cũng giúp cho Kanan tiết kiệm được cái khoảng thời gian thao tác rất là nhiều. Anh em thấy cũng kiểu dạng tiết kiệm theo từng giây á ha. Đường trên của phía đội 2 là Doran nha anh em, rừng là Gumayusi. Còn team Canadian thì có Đốc Đam ở đường dưới cho vai trò xạ thủ khi mà chơi Kai'Sa. Đây, đây Doran đó, Doran vừa mới hiện ra hiện á. Cấp độ 6 rồi, đã có đến từ Canyon. Rồi, tiếp tục quay trở về với cái vòng rừng thứ ba của mình mà thôi. Trước đó thì cũng ăn được con cua nữa dưới. Với pha thi đấu này có muốn ăn luôn con sứ giải không đây? 8 phút có rồi. Nãy giờ là di chuyển theo kiểu dạng áp lực bản đồ chứ chưa có nhiều lắm những cái tình huống tấn công ha. Mình vẫn đang chưa thấy được cái mối liên hệ giữa Canyon và con cá sấu ở đường giữa. Nhưng mà đây là cái bộ đôi mà hoàn toàn có thể phối hợp được với nhau. Khoảng trống được tạo ra dành cho Doran. Vừa rồi anh ta bị phát hiện tầm nhìn bởi một cái bẫy đặt ra rất có ý đồ dành cho Canyon. Một tình huống bế về có luôn cái lượng sát thương để thể dứt điểm. Canyon ném lao ở cái góc xéo.
sát thương đủ là dứt điểm được. Doran chủ động áp sát vào con sứ giả trừng phạt hồi lại cho mình đống lượng máu, nhảy qua phía bên kia vách đá tạm thời an toàn. Có hồi máu luôn, chuyển sang dạng báo. Ui, hai điểm hạ gục, dứt điểm được Kumba Yushi rồi. Ui, Rakan bị trúng lao nữa chứ, điều nhảy tiếp viện khiến cho Rakan bị trúng luôn cái lao. Ui, lướt e không thành công, mất tốc biến, vẫn bị trúng lao, nhảy vào cào, ba điểm hạ gục trong một trụ giao tranh dành cho Canyon. Còn pha này khổ rồi, Kumba Yushi khổ rồi, để cho Nidalee nó xanh như thế này cực kỳ khó khăn rồi. Tại vì nhà có cái phong ấn hắc ám và 8 số dành cho Canyon. Sau một tình huống giao tranh thắng lợi thì quyết định là khai thác luôn con sứ giả. Đúng bước ngoặt của bảng thi đấu này, đánh rất là bình tĩnh nha, kiểu dạng mình thấy mình chơi game đánh rất là bình tĩnh. Cá sấu bị bế về đứng ở trong bụi, Kanye đứng ở trong bụi ném lao chích sai và nó trúng vào người của Doran, xử lý nhìn nó mượt thế nhờ. Lần về nhà quá chất lượng dành cho Kanye, sẽ là một cái lượng hai bóng đêm. Đây món trang bị được búp ở trong những cái phiên bản gần đây cho sức mạnh phép thuật với cả máu nữa. Rồi ok, đường dưới chuyển dịch nghe tức đến từ cho Canyon khi mà thấy cái áp lực biến số có, anh ta bỏ qua bãi chim luôn, can thiệp ở khu vực đường dưới để tấn công vào người của Kalista đang lựa góc ném lao thành công, áp sát đây điểm hạ gục thứ năm. Điểm hạ gục thứ năm không? Hết kiệt sức rồi kìa. Điểm hạ gục đó thuộc về dành cho bài. Ném lao rất kỹ, rất hóa kỹ, tiết kiệm được cả phép trò tốc biến của mình nữa. Năm sát dành cho Canyon, khai thác tiếp vào rừng. Vẫn đang còn Gumayusi ở trong thời điểm hiện tại là bị, chắc là sẽ bị cướp rừng liên tiếp anh em. Tại vì bây giờ đâu đủ đồ đâu để đánh với con Nidalee này. Canyon báo đời báo đốm, một tình huống ném lao áp lực, thêm lớp giáp trụ đường giữa nữa, bây giờ ai trúng lao cái chắc chết quá. Truy đuổi liên tiếp đến từ cho Canyon, vẫn đang còn sứ giả nữa nha. Ui, quá nhiều tài nguyên dành cho Canyon ở trong tình huống này. Về nhà chắc chắn sẽ món trang bị lớn, và khi mà con Nili nó xanh nó khả năng lần cột trước của nó rất là cao anh em. Anh em nhìn vào cái khả năng mà xóa sổ những cái bãi quái vật rừng của nó kìa, và cái thời gian mà nó tiết kiệm để có thể hóa báo nhảy á, nó khiến cho cái khả năng can thiệp ở những cái điểm nóng hoặc là xâm lăng vào khu vực rừng của phía đối phương cũng rất là triệt để dành cho Canyon nữa, dành cho Nili nữa. 10 phong ấn hắc ám rồi, kéo trúng ném lao, ném lao trật, vẫn có điểm hạ gục thứ sáu dành cho Canyon. Còn con sứ giả kia không biết có đẩy xuống cánh dưới không đây, này rất là bình tĩnh. Lần này thì Bves cũng đã bị lộ sai rồi. Lướt lên đến từ Gumayusi. Quẹt E. Rồi sát thương nhiều quá à. Bay cũng có sát thương dứt điểm nữa. Tan vỡ rồi, đó tình huống. Đổi lấy cái điểm hạ gục đến từ Bay. Có cảm giác như đó tình huống tan vỡ rồi. Một tình huống mà chắc chắn sẽ bị thiếu hụt về mặt nhân sự đến từ bên phía của đội 2. Họ không có sản phẩm hỗ trợ đó. Một tình huống tự đâm đầu vào chỗ chết. 702 dành cho Canyon rồi. Có hàng hồi phục, nhấp nhả đường dưới thêm một quay nữa, tiền rất nhiều, 2k rưỡi. Như vậy quyết định đến từ cho Canyon là đẩy sứ giả này xuống khu vực đường dưới. Nhìn mượt ha, nhìn cách xử lý rất mượt, thậm chí cả cái thao tác mà đánh tay sau đó là nhấn phím 4 để hiệu triệu nữa, cảm giác như là Canon cố gắng làm hiệu quả nhất có thể, anh em thấy không? Thường là đánh tay khi mà gây tác động gây sát thương á thì sẽ mất 3 giây để có thể hồi phục lại cái việc mà hiệu triệu của sứ giả. Mà Canon vừa rồi đánh tay trước khi mà cái mũi lao chạm vào trong trụ á, nên nó đẩy kịp con sứ giả nữa. Thao tác phải nói là cực kỳ mượt mà. Đúng là review của Canyon rất là một cái gì đó rất là đáng để có thể theo dõi.
Tại vì thường là Linh không biết cái mọi người như thế nào, chứ cái mạng FPT nhà Linh nó bị SIDA sao á. Rồi một tình huống trúng lao Yuzi lên dĩa, còn không còn đúp không, còn đúp cũng, còn đúp cũng 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 rồi đuổi tí tận nhà luôn, thế nhà trường à. Ây da, còn đúp cũng chết, 902 dành cho Canyon rồi. Cái mạng FPT nhà Linh nó bị chặn một vài những cái platform, ví dụ như là platform của nhà T1 á, ông có thấy nó tối thui à? Nó bị ảo ảo sao á, kiểu như là ngày ngày trước á thì coi được Trích, ngày trước á thì không coi được Trích, Trích với lại Huya Đô Đô Duy hả? Nhưng mà bây giờ thì tự nhiên coi được hai cái nền tảng đó, mà kênh Africa của nhà T1 thì không coi được, cay thế nhồ. Rồi ván thi đấu này chắc xong rồi anh em, chênh lệch lớn quá rồi, Kaden rất là xanh xao. Nãy giờ để ý là Kaden vẫn đang rất là bình tĩnh ở trong những cái tình huống sử dụng cái phép bầu trời của mình nha, không có vội xài flash, thậm chí những cái pha mà truy đuổi của Kaden nữa. Doran bể về, bể bay về, có đồng hồ đến từ Rakan, Kaden lao vào. Wow, đó mình cũng sát thương dứt điểm, bài đánh cũng chiến nha. Ván này chịu, ván này là bộ đôi Doran với lại Rumayusi chịu. Và thật ra cũng hơi khó trách Rumayusi, thường là autofill mà xạ thủ mà bắt đánh rừng thì cũng hơi khó. Ok, một ván thi đấu rất thành công dành cho Canyon. Mình thấy được cái tốc độ dọn rừng của Diaz rất là nhanh ở trong cái ván thi đấu này, và bên cạnh đó thì mình thấy cái pha xử lý mà kiểu như là nó áp lực và nó rất là khó đoán đến từ cho Canyon nữa ha. Ok, vote luôn dành cho Độc Đàm đấy chứ. Ok, nếu như bạn thấy nội dung này hay, bạn có thể là share, còn nếu như bạn có ý kiến đóng góp thì có thể comment ở phía bên dưới nha. Bây giờ xin chào và hẹn gặp lại. Bye bye.